Ngày 9 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tuyến, 40 tuổi, ngụ quận 12 về tội giết người. Theo nội dung vụ án, ông NBS và bà KD là bố mẹ nuôi của vợ chồng Tuyến. Vào khoảng tháng 3 năm 2020, bà D nghi ngờ do ông S và vợ Tuyến có quan hệ tình cảm yêu đương, nên đã nói lại với Tuyến. Đến chiều ngày 28 tháng 5 năm 2020, bà D dẫn Tuyến đến trước một khách sạn mà bà cho rằng nhìn thấy ông S và vợ Tuyến cùng đi ra từ khách sạn. Tuyến dùng điện thoại chụp ảnh lại và về nhà hỏi vợ. Tuy nhiên, vợ Tuyến không thừa nhận mà cho rằng chỉ vào khách sạn để nói một số chuyện về nội dung tin nhắn giữa cha mẹ nuôi. Chiều cùng ngày, vợ chồng Tuyến đến gặp ông S, nhưng cả ông S và vợ Tuyến đều không thừa nhận có quan hệ nam nữ. Sáng hôm sau, Tuyến mang theo dao và chở vợ sang nhà ông S ở xã Xuân Thái Thượng, huyện Hóc Môn để tiếp tục đối chất. Khi đến nơi, ông S có lời lẽ xúc phạm Tuyến nên Tuyến rút dao đâm liên tiếp vào người ông S rồi chạy xe máy về nhà. Ông S được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tuyến bị công an bắt giữ cùng ngày và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.